cạnh núi non yên bình xanh mướt ở thôn A Chi Hương Sơn, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đi qua một khu rừng tràm. Ồ, bữa nay thấy chỗ này mọc lên cái nhà có bê trên này hả? Lần đầu tiên lên A Lưới thấy rắn ốc. À, vui ạ. Vui à? Dạ, giữ được bà con vui lắm ạ. Nhưng mà thấy cái cảnh sống của bà con rắn. Ở đây vẫn còn nhiều hộ khó khăn lắm ạ. À. Chủ nhà đây hả em? Dạ. À, bố của bé hôm trước đấy hả? Dạ. À, chào anh. Có bé ở nhà không anh? Dạ có. À. Trương chủ trường. Ồ, bé Trương phải không? Dạ. Bé Trương cái hôm sáng ra nhận kéo ấy. Bánh nữa. Chưa hết bánh rồi làm sao? Thôi về về chủ về Huế chủ mua bánh cho hay. Được không? Răng đi. Capan. Hế? Capan. Bố cho đi không bố? Không cho à? À cho. Cho đi không? Hế? Capan. Rất là thật thà. Cụ đây nữa này. Ba cha con. Đây là bé Trường. Hôm trước bên có ghé thăm một lần. Mẹ của bé đã không may ra đi, để lại hai người con. À, bố thì đi làm xa, làm phù thờ nề tận Quảng Bình cơ. Trong nhà thì thường xuyên thiếu gạo. Rồi tháp đi con. Trường lại làm bà Tuyển. Chào thầy cô, giỏi vậy nè. Hôm trước lên thăm gia đình mà gặp hai đứa con ăn thôi, gặp bà Trường. Cô đấy tên gì chủ quên hả? Tin. Hế? Tin. Tin hả? Dạ. À, hai cháu. À. Mà thấy nhà hết gạo luôn. Bé nhớ mẹ khóc. Hôm nay con đỡ nhớ mẹ chưa? Dạ, được. Được hả? Mỗi lần nhắc đến mẹ là bé rất là buồn. Hôm trước tiếng khóc nào nề đến nhà hậu tâm rất là yêu thương. Mà coi thùng gạo thì hết gạo. Hết gạo. Bây giờ còn không? Lại khóc ha. Nhớ mẹ ha. Ông là bận nè bà. Năm nay cháu học lớp mấy chủ quên hả? Lớp 8. Lớp 8 à. Cô học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4 hả? Học giỏi không? Có thích đá bánh không? Thích. À, dạ đúng rồi. Thích hả? Biết tầng gái chưa? Đấy. Gặp gái nói răng. Đấy. Nói răng. Đấy. Biết. Không biết nói răng hay ra. Chứ trong nhà cũng hết gạo luôn anh. Cũng hết gạo luôn. Rồi ăn chi? Ăn sẵn. Ăn sẵn hả? Dạ. Trời đất. À, hôm trước hình như là nhớ hỏi thăm là anh đi phù thờ nê ở Quảng Bình đúng không? Dạ. Sao đợt này không đi nữa? Thì bên thâu ấy thì bên em về. Dạ. Thì tức là tội nghiệp hai đứa. À, tội nghiệp hai đứa mình phải ở nhà để chăm cho nó. Dạ. Người bộ là anh Bường, Nguyễn Văn Bường. Dạ. Anh cho ba con biết đối nét về cuộc sống gia đình như thế nào? Gia đình em cũng khó khăn, rất là khó khăn. Gia đình em nhờ bà con, nhờ bến đoàn giúp đỡ hoàn cảnh của em. Trước đây em lấy vợ nhưng mà bị xui. Bọn em về, hai vợ chồng về được về xin bên ngoại tiền làm nhà, sửa cái nhà cho hai đứa cháu. Với hai vợ chồng không ngờ, không may gặp tai nạn thì vợ mất. Lúc đó là anh đi với chị á? Dạ. Anh chở chị? Dạ. Nhưng mà anh không bị gì? Dạ, em không bị gì, đi với thằng cu. À, thằng cu cũng không bị chi? Dạ, đi bình thường. Chỉ có vợ thôi. À. Có gì trừ hai đứa con nhỏ nhưng mà cũng phải đi làm xa hả? Em cũng có đi làm nhưng mà em nghĩ tội cho hai đứa con, em về lại
vì dưới nội cũng già thì nội cũng chăm được, thì em bắt buộc phải về để chăm cho hai đứa học hành. Để điều kiện của em khó khăn, mong lòng hảo tâm các anh chị ở đây giúp mà cho gia đình em. Rồi ngoài là ở chỗ nào ăn? Dạ. Ngoài là ở chỗ nào ăn? Ở Thuận An hả? Dạ. Rồi là chị vợ ăn là người Thuận An? Dạ. Vợ người Huế. Dạ. Bây giờ trong nhà điều kiện như thế nào? Điều kiện không có gì hết. Không có gì hết hả? Dạ. Tội nghiệp của hai. Ngày gạo cơm cũng không có. Gạo cơm cũng không có. Chỉ có ăn sẵn hàng ngày nuôi cho hai đứa. Ồ. Sao mình không trồng lúa, làm ruộng? Thì không có đất. Không có đất hả? Dạ. Để nhà cửa, anh thấy nhà cửa em, nhà bếp cũng không có, không có điều kiện. Là... Nhà bếp cũng không có, dạ. Nhà vệ sinh cũng không có. Dạ. Nhà bếp đây. Dạ. Không có nhà vệ sinh. Nhà bếp tạm bỡ. Nhưng mà nhà ní là mình làm hay là... từ thiện. Nhà từ thiện, nhà... Ngài hả bì? Hả? Đây hả bì? Nhà này là từ mặt trận, trước đây lâu rồi. Tức là nhà tình thương. Dạ. Nhà tình thương, nhà mặt trận xã làm cho anh. Dạ. Mà lúc đó chắc chị con chứ hả? Con. À. Năm nữa là con. Như vậy đến nay thì chị mất lớp máu rồi anh hả? Gần 7 năm. Gần 7 năm. Dạ. Ồ, cũng lâu ha. Lúc đó chắc cô mới sinh ha? Cô mới học một giáo bé. Học một giáo bé ha? Ừ. Năm đi học lớp 5 rồi phải không hả? Là lớp 4. À, lớp 4. Năm đi học lớp 4. Như rồi là chứng tỏ cũng thiếu dinh dưỡng đó ha. Ừ. Ừ. Ở dưới Huế là lớp 4 là nó cao ngô như thế này đó này. Ồ. Thì bà lớp 8. Bà lớp 8 ha. Ừ. Nhiều ba và hàng thiếu điều kiện cho này thế kia. À. Nếu mà nói chuyện rồi thì ai soi xét? Không thể nói. Tức là nhà không có điều kiện. Dạ, không có điều kiện. Ừ. Cho nên chỉ con cái thiếu dinh dưỡng, dạ. Chậm tăng trưởng ha. Mình là hộ nghèo. Dạ, hộ nghèo. Quá nghèo. Quá nghèo. Dạ. Rồi đi học các cháu chi phí như thế nào? Thì nhiều lúc nhờ trong xóm, nhiều khi nhờ mẹ, nhờ em cũng có đi làm thì nhờ mẹ. Tiền bạc như thế kia nhờ mẹ. Nhờ mẹ tức là mẹ nội. Dạ. Mẹ gần đây vừa vay mượn của họ. À, vay mượn của họ. Dạ. Giờ chưa còn nợ không? Dạ có nợ ngân hàng. Nợ bao nhiêu? Dạ 64 triệu. Ô cháu. Trên này mà nợ cái số đó là cũng rất là lớn. Ừ. Không làm cái gì cả mà nợ như vậy rất là lớn. Thì em nhờ nhà hảo tâm giúp gia đình em. Ừ. Nhà hảo tâm cũng ấy. Thì bây giờ như thế này này, đó, chắc chắn là anh rất cần cái sự yêu thương, dạ. Của nhà hảo tâm rồi. Cái video này á, là anh cố gắng là nhờ bà con chia sẻ ra để cộng đồng, những người có điều kiện thấy hoàn cảnh của, dạ. Anh có thể giúp đỡ ha. Dạ. Ba cha con hiện nay thì nói chung là ăn sẵn dài ngày. Dạ. Nhà thì rất là nghèo. Nhà này là nhà tình thương. Một lần nữa mình xin nhắc lại như vậy, anh đồng ý. Hôm nay thì Bình có đại diện quỹ nhà hảo tâm và trong đó có các anh chị cựu học sinh trường trung học Khâm Nghi nữa đó, gửi qua ở ngoài nhà rống rồi. Vì Bình thấy hoàn cảnh của gia đình anh Bường rất là đặc biệt, cho nên chị xin quỹ nhà hảo tâm trích một phần quà 2,5 triệu để giúp anh có cái chi phí mua gạo, lo thêm cho các cháu và đặc biệt là kiếm một cái món chứ đó ngon 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 đại các cháu một bữa ấy. Rồi xin mời anh nhận cái phần quà yêu thương của quỹ nhà hảo tâm. Anh tổng ngài đại diện gửi phần quà yêu thương. Thì em thấy mặt gia đình bà cho con em cảm ơn nhà hảo tâm đã ủng hộ cho gia đình em. Rồi. Hơn chúc trong đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi anh coi trong phong bì. Coi đếm ra.
Rồi 2 triệu rưỡi rồi hả? Dạ. Rồi. Chúc các cháu học giỏi nghe. Và gia đình được nhiều người, nhiều nhà hảo tâm quan tâm yêu thương hơn nữa. Rồi chào ba cha con nha. Cảm ơn của nhà hảo tâm ha. Rồi rồi rồi, hẹn gặp lại. Hy vọng của nhà hảo tâm yêu thương. Rồi, rồi. Cậu nói cảm ơn người nhà hảo tâm đi. Cảm ơn nhà hảo tâm. Rồi. Nhà hảo tâm. Cậu nói gì không? Cảm ơn. Cảm ơn nhà hảo tâm. Rồi, ok. Thank you. Đi qua phía bên này. À, chào anh. Anh chủ nhà hả? Ồ, nhà này xuất hiện trên YouTube của bên rồi đấy. Anh là chồng của chị à? Dạ. Ồ, được nè, anh đi về rồi à? Dạ. Hồi trước anh đi làm gì hả? Dạ, đi phụ hồ. Đi phụ hồ? Dạ. Hình như xa lắm phải không? Dạ. Là chỗ mô? Dạ, Quảng Ngãi. Quảng Ngãi. Dạ. À, chị đi rồi à anh? Dạ, đi làm thuê. Đi làm thuê à? Dạ, vạc keo á. Đi vạc keo? Dạ. Rồi mới để con đâu? Dạ, gửi bên bà nội. À, gửi bà nội hả? Dạ. Đây là gia đình mà hôm trước mình có ghé thăm rồi. Dạ. Nhà hồ nghèo. Ừ. Dạ. Nhà này là mình tự làm hay là sao anh? Dạ, tự làm. À. Trong nhà cũng khá tối ha. Dạ. Bếp lên đầu ăn chỗ nào? Dạ, ngoài kia. À, bếp ngoài này. Dạ. Cái bếp đây, bếp này, bếp ăn đây. Dạ. Đây là con anh đấy. Dạ, dạ. Phải không? Dạ. Hôm trước ăn bánh ăn kẹo hơi bị nhiều này. Dạ. Chiều nay có ra nhận kẹo không? Nhận bánh không? Dạ. Có hả? Ăn ngon không? Ừ. Ừ, ăn nữa không? Ừ? À, ừ, ăn nữa hả? Rồi, mai một chú lên chú mua tiệm nghe. Hạt được không này nè? Hạt tặng ba con này nè. À, không được thôi, làm sao mua kẹo hả? Anh có thể cho ba con biết cái hoàn cảnh gia đình như thế nào không ạ? Dạ, nói chung là hoàn cảnh gia đình em rất nhiều khó khăn. À... Thường ngày thì có đủ gạo ăn không? Dạ không. Không đủ gạo ăn luôn hả? Dạ. Rồi mình ăn gì? Dạ lúc ăn sẵn, lúc ăn gạo rồi. À lúc ăn sẵn, lúc ăn gạo hả? Dạ. Hiện nay thì trong tuần khoảng mấy bữa ăn sẵn? Tùy theo dạ. À thì trong cái tình hình hiện nay á? Dạ. Thì ăn sẵn nhiều. Ăn sẵn nhiều hả? Dạ. Như rồi là một ngày mình ăn gần 2 bữa sẵn luôn rồi hả? Dạ. Ồ, rồi con cái rắn. Anh hai cháu cơ mà. Dạ, hai cháu. Con hai có gì ăn đấy. À, con cái dạ. Có gì ăn đấy. Dạ. Sao đợt này anh không đi phù thờ nê nữa? Dạ, đi về làm lâu đi về. À, về thăm vợ thăm con. Dạ dạ. Rồi lâu mau nữa đi lại không? Dạ đi lại. Khoảng lâu mau nữa đi lại. Dạ. Chắc là tháng 9, tháng 10. À, tháng 9, tháng 10 hả? Dạ. Xin lỗi anh tên chị à? Dạ, Nguyễn Văn Sáu. Nguyễn Văn Sáu, con dạ. Chị? Lê Thị Siêm. Lê Thị Siêm? Dạ. Gia đình là hộ... Hộ nghèo. Hộ nghèo hả? Dạ. Hộ nghèo mà trên này chắc là đặc biệt nghèo. Dạ. À, chắc có lẽ là một ngày làm ra được 10-20 ngàn hơi khó đúng không? Dạ. Con thay mặt nhà hảo tâm, có chút tâm lòng tặng... gia đình, mong gia đình nhiều sức khỏe và vượt qua giai đoạn này ạ. Em xin cảm ơn nhà hậu tâm đã quan tâm đến gia đình em. 1 triệu đồng anh nhá. Dạ, dạ. Dạ, em gửi là đi. Đây là số tiền của quỹ nhà hậu tâm trong cái đợt gửi qua phát ở ngoài nhà rống đấy ha. Dạ. 110 phần quà. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh chị đã quan tâm giúp đỡ. Rồi, chào anh nhá. Dạ, dạ. Rồi. Tiếp tục hành trình. Vườn sẵn của bà con. Chó sủa quá trời. Chỉ là hai trái ăn. Con sông rắn. Ôi. Ô. Ô hạt hay ơi. Ôi tao ô chào ơi. Ô hạt hay quá.
bây giờ bà con cử ở đến thăm o, và nhờ o hát lại để bà con nghe được không? Đau cổ đó, nhậu nhiều quá hay sao mà đau cổ đó? Không biết hát nữa. Không biết hát nữa à? Bữa trước hát hay rồi mà, bà con khen quá trời rồi mà. O giới thiệu với o một chút đi. Thế giới thiệu chỉ. O tên gì? Hồ Thị Rào. Gia đình như thế nào? Gia đình nghèo. Nghèo à? Nghèo răng. Thích tuổi già rồi. Tuổi già rồi. À, ở một mình hả? Thế hai vợ chồng. Hai vợ chồng là chủ mô. Tên mãi muốn thấy. Chủ ở trang trại chiều mới về hả? Mấy giờ mới về? Giờ tối rồi nấy. 6 giờ. 6 giờ mới về à? Trang trại làm chi trên á? Thì đi chăn con trâu. Trang con trâu hả? Trang trâu thôi à? Mà ở trên đó cả ngày luôn à? Bà để ở nhà một mình ấy, lỡ con trâu khác vô chợ răng. Đó, phải về chăm vợ chứ. Nói đi làm mà coi như lo ruộng, lo vườn rồi mà nhiều không? Nhiều tiền không? Không. Một ngày thu nhập khoảng bao nhiêu? Không có cái gì mà thu nhập còn. Gà có gì à? Đợt này có gạo không? Ít thôi, mất à? Mua. Bữa trưa hay ăn gạo hay là ăn sáng? Ăn gạo, thu hoạch rồi thì ăn gạo. Dạ? Thì hoạch, thu hoạch rồi thì ăn cơm chứ. À, đang thu hoạch lúa rồi là ăn cơm hả? Ừ. À, tự nhiên o ăn sẵn giống hôm trước ha. Gia đình o hồ như thế nào? Hồ nghèo hay hồ cần nghèo? Hồ nghèo. Hồ nghèo hả? Hồ nghèo mà đặc biệt nghèo không? Nghèo chứ. À, nghèo sơn nghèo sạc luôn hả? Đại diện cho nhau tâm về cuộc sinh năm nghỉ huế thì mới gửi cho một triệu đồng. Cảm ơn các được sáu là hạt nghe. Mai một thì mẹ hát lại. Mày được nữa, mày đau khổ quá. Rồi mừng không? Mừng chứ. Rồi dạ, rồi cảm ơn o. Lên đây thì thật là sướng. Không khí dường như là coi như trong lành. Cảm thấy thư thái nhẹ nhàng. Khỏe người. Lâu lâu lên lưỡi lọc phổi cái. Nói chuyện gì mà vui rồi. Chị nói chi? Hả? Nói lại nghe. Cảm ơn các anh từ thiện đến cho qua. Nên mấy chị em ở đây ngồi tập trung vui mừng. Có đi nhận gạo về không? Có. À trời ơi, ngon rửa. Ngon. Tụi nên nấu cơm cho ông ấy nghe. Tụi nấu cơm cho ông ấy nghe. Dạ. Thì hôm nay tụi nào lại này. Được, ở lại cũng được. Ở lại cũng được. Thế chuyện sau ở lại. Dạ. Bố với mẹ là bị đặc biệt là hằng bị què chân. Còn ô khéo bố. Trang trang được ba trang. Ồ vất vả quá. Vất vả. Đi nhận quà đây. Mình có hóa kiểu dẫu không lý nó chật thiệt thầy thầy buồn gạo ôi để bạn chẳng tôi đổ sạch nó sọt lắm, nó sọt lắm không được. Ông thì năm liệt chúng ta. Bắt đầu. Cày già. Cái đầu chi mô mà thấy ngồi bếp ngồi ẩm ra chi? Hàng xóm đó đến chứ. Hàng xóm à? Là... à. Đó.
Mình khỏe không? À. À. Không nói chuyện được. Con thở ốm ạ. Con khỏe không? Nhà ni là hồ ni là đặc biệt khó khăn, rồi hai vợ chồng là bị què chân, đấy. Còn chú nằm liệt trên giường là năm 2017. Là 2017 á? Dạ, 2017 bị nằm liệt trên giường như đây luôn. Là 5 năm rồi ha? Dạ. Đây là vừa là kinh tế khó khăn trong gia đình. Đây là vừa hai vợ chồng thì chăm sóc với nhau là cũng là khó khăn. Đây, vì vợ là bị què chân, đi lại rất là khó khăn. Đây. Vì sao bị chân như vậy? Từ nhỏ. À, từ nhỏ hả? Ờ, bị chất độc. À, bị chất độc. Con chủ vì sao nữa? Dạ. Bị chất độc. Không, từ chủ ạ. Chân đi. Từ nhỏ. Cũng là từ nhỏ luôn. Cũng từ nhỏ luôn? Dạ, hai vợ chồng giống nhau. Từ nhỏ về nhà là bị tại biển. À, năm sau có bị tại biển. Ừ. Tức là cái khuyết tật thì như nhau. Dạ. Nhưng mà sau đó lấy nhau. Dạ. À, rồi chú lại phát cái bệnh tai biến. Dạ. Như rồi thế ó có mấy người con? Con. Mấy người con? Con một. Một hả? Chị một rồi. Ba, hai đứa lấy chồng. À, ba hả? Ừ, hai đứa lấy chồng. Hai đứa lấy chồng. Ừ. Dạ. Còn một người nữa ở một. Đi đá bóng. Một người nữa một rồi. Đi chơi rồi hả? Ờ, đi làm hả? Đi làm. Em là con dâu hả? À, em có con chưa? Dạ. Có rồi hả? Tại nói đấy mắm. Em ở đây với hai mẹ với bố luôn hả? Dạ. Rồi tắm mẹ với tắm bố luôn hả? Dạ. Ồ vậy à. Gia đình hoàn cảnh như thế nào em? Có đủ gạo để ăn không? Dạ không. Không đủ luôn à? Dạ. Rồi, gia đình thường ăn chi? Là ăn sẵn. Ăn sẵn à? Dạ. Ở trên này nhiều người ăn sẵn vậy hả? Ừ. Gửi về cho anh ít ăn với. Ừ. Em tên chi? Dạ tên Hoa. Ba mẹ tên chi? Ba mẹ đi. Ừ. Cam. Mẹ ba. Tên Cam. Dạ. Ba? Ba không biết. Ba không biết tên của ba. Dạ. Không biết tên của ba. Ồ. Ừ. Chủ tên chi ở? Palin Ak Loi. À, chủ tên Palin Ak Loi. Dạ rồi, cảm ơn ông. Hai ông cần bây giờ đều coi như bị quẹp chân, bị teo chân luôn. Nhưng chủ lại bị tai biến nằm một chỗ. Rửa không đưa chủ đi viện à ông? Có rồi. Không được. Đi bệnh viện nào? Trung ương. Bệnh viện Trung ương Huế. Dạ. Mà không chữa khỏi hả? Không. Ồ. Giờ chi phí lấy đâu ra để cho chủ ăn với là uống thuốc? Vài mượn hả? Vài mượn của người khác. Chứ nợ của người khác với là nợ ai đó còn lại bao nhiêu? Anh này 20. 20 triệu hả? Ừ. À, dạ. Hơn 20 triệu hơn. À dạ, 20 triệu hơn. Thôi giờ chiều hôm nay thay mặt nhà hảo tâm gửi cho cô chủ 2 triệu đồng. À. Dạ, cảm ơn. Ồ, ô cười tươi chưa? Vui quá. Cảm ơn, vui. Chủ vui không? Vui. Rất vui. Rất vui. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi. Trên này vùng cao rồi mà bà con còn ở trên cao nữa ha. Quang cảnh rất là đẹp. Đồi núi trập trùng.
có những chỗ bằng phẳng để bà con làm ruộng, hồ cá, bầu. Rồi thì xin bên hồ hai tặng cho đồn một quả. làm kỷ niệm á. À mẹ nè đọc mẹ đằng. Anh đã quay lên bên nhà bếp của hồ đơn thân chồng mất từ năm ở đây năm 2014. Còn mẹ với một đứa con, một đứa em út. Còn đây là hoàn cảnh gia đình. Cái thỏ có cái thỏ mẹ nữa. Không. Chị ơi, căn con chó giúp em với. Ờ, chào chị. À, hôm nay hình như chị hạt mà. À, bên nhớ mà. Định đi làm. Điền sáng rồi. Nè chị đấy hả? Dạ. Ờ, về ai đây? Một chắc. Ờ, một chắc hả? Ồ. Ờ, một chắc. Mèo vội đã xong. Rồi con đâu? Con đi làm xa đi. Con đi làm xa? Đi nuôi heo. Con ăn đâu rồi? Mất rồi. Ồ, mất lớp máu rồi? 14 năm 2014. 2014. Ừ. Ồ, sao mất rồi chị? Mất eo gan. Ồ, bị gan hả? Bị ung thư gan với thận nữa. Một thận hai lần rồi. Về Huế. Có nhậu nhiều không mà mất nữa? Mà bị gan nữa? Không có cái gì nhậu. À, không nhậu mà cũng bị hả? Bị. Ồ. Nhiều đủ thử. Hôm nay cho mình cơm ăn với. Có trong nồi có chi? Đó. Cơm. Rồi nồi này. Nồi này. Nước. Ồ, không có chi cả. Cơm chị nấu từ hồi nào? Thì sáng. Hồi sáng rồi hả? Chuẩn bị nấu lại chưa? Chuẩn bị nấu gạo khi hồi. À, cái hồi đi nhận gạo cho chứ. Dạ. Chuẩn bị nấu hả? Chuẩn bị nấu, dạ. Đó. Lửa bên này. Ở đây là cái bếp của mình đấy hả? Dạ, đây. Con sao củi như vậy? Nấu bàn củi. À. Đi nấu gạo. À, để nấu cơm. Nấu cơm. Chà, ở một mình cơ sở cùng rồng ấy chứ ha. Rồi cái chuông này để làm gì chị? Cái bồi này? Gà. À, gà nuôi trong cái bồi như vậy. Nhốt cái bồi bờ họ xạ lúa. À, bình thường có đủ ăn không? Ăn không đủ lắm. Không đủ lắm hả? À, không đủ thì mình ăn gì? Ăn cơm với chăn. À, ăn cơm với sáng. Ăn tiết kiệm. Ăn tiết kiệm. Cái hồi thì mặc đẹp chưa thấy áo quần bê nữa. Một của hả? Đi làm. À, chưa chuẩn bị đi làm hả? Đi làm. À. Mình thường làm chi? Làm ruộng. À, làm ruộng hả? Làm mấy sao? Bị. Chia rồi anh ấy. Một sao rưỡi. Một sao rưỡi. Yeah. Ở một mình cũng đi làm ruộng một sao rưỡi. Yeah. Hôm nay lên xin chị trẻ mít có không? Tôi cho vô láng là được hay? Được. Ừ. Vô láng mà đẹp nhất nào? Lan tùng. Hầu. Cơ bơ ở lậu. Được lại. Kịp. Rồi chưa có pháp nhào tâm. Trả phần quà cho chị là 1 triệu đồng. Dạ em cảm ơn. Chúc chị sức khỏe nghe. Cảm ơn nhiều. Hôm nay chị. Cảm ơn. Một năm mình làm. Ước nhận quà được không? Ước nhận sau này. Ừ, ưa nhận nữa. Ưa nhận. Vậy thì hạt bài. Không biết hạt bài chi. Ồ, không biết hạt bài chi hết à. Thôi hạt hay mà. Rồi thôi, mình let's go. Như vậy là có một phong qua của chi nó tăng này. À dạ được rồi, ôi trời ngon rồi anh. Kiểu này bên nó bụng chắc ngon đấy. Chiều hôm nay như vậy là sau khi bên đại diện quỹ nhà hảo tâm gửi cho bà con ở thôn A Chi Hương Sơn thuộc xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 110 phần quà yêu thương. Rồi
cùng với anh em trong thôn và anh Tuấn cũng như là người cộng tác Bạch Trang đi thăm như vậy là năm hoàn cảnh gia đình và gửi cái số tiền còn lại để bà con, giúp cho bà con những hoàn cảnh khó khăn được một cái phần yêu thương đỡ khổ. Cùng cảm ơn anh Bảo là trưởng thôn đã là vất vả để mời bà con, điện thoại này nó cũng mất là công, rất là mất công, một phần chi phí nhỏ, cảm ơn anh. Là hết cái số phần quà tổng cộng 31.675.000 đồng. Dạ vâng, đến đây thì mình một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý nhà hảo tâm Sài Gòn rất là nhiều, quý anh chị trong nhóm cựu học sinh trường trung học Hàm Nghi Huế. Mình xin kính chúc quý nhà hảo tâm, quý anh chị luôn sức khỏe, mọi sự tốt lành, vui khỏe, bình yên. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả đồng hành. Hy vọng quý vị và các bạn giúp cho mình các ý kiến góp ý để hoàn thiện hơn các video ở cái bình luận bên dưới. Cũng như là không quên bấm đăng ký, chia sẻ video để cho kênh nó phát triển mạnh hơn. Bà con đâu đó đỡ khổ. Kiểu như là công tác là cùng với bên một tay để gọi là làm thiện nguyện ha. Dạ, xin bà con vượt qua cảnh nghèo đói ạ. Rất là hay, cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin trân trọng. Cảm ơn anh Tuấn nhiều ha. Cảm ơn bà ha. Rồi, cảm ơn bà con.